đây là bàn lăn tay nhé các bạn nhé. Bàn lăn tay này thì cái kích thước của cái bàn lăn tay là dài 19 cm và nặng 419 g. Chất liệu cái vùng lăn sừng này này nó bằng nhựa cao cấp và gỗ đây là gỗ cẩm lai, cầm nó rất là chắc tay và nặng. Đấy, rất là chắc chắn các bạn ạ. Dưới đây thì nó có 4 cái chân đệm cao su này để mình đặt xuống bàn như thế này. Đó, rất là chắc chắn và sang trọng. Đó, thì cái tác dụng của cái lăn tay là gì? Là lăn tròn trên bàn tay, cánh tay, kích thích hệ thần kinh vận động, điều hòa khí huyết, làm ấm cơ thể và trị tê tay, mồ hôi tay. Thế thì mình lăn như nào? Các bạn để tay như này, mềm tay ra này. Đó, mềm tay ra như này. Nhất là những người mà bị tê ngón tay, bị thấp khớp ấy, thì các bạn lăn như này rất là dễ chịu, nó làm ấm bàn tay. Và tác dụng nữa của cái lăn tay này chữa những bệnh tim mạch. Những người mà có vấn đề về tim mạch ấy, các bạn cứ lăn như này. Đấy, hoặc là những người bị viêm đại tràng, lăn như này theo diện chẩn nữa, cái vùng lòng bàn tay là vùng phản chiếu của các cơ quan nội tạng thì nó chữa các bệnh nội tạng cũng rất là tốt. Lăn hết tay bên này mình đổi sang tay bên kia, cứ lăn như này cả hai tay khoảng 10-15 phút. Đó, lăn hết lòng bàn tay rồi thì chúng ta lăn đến mu bàn tay, rồi chúng ta có thể lăn đến gì, đến cánh tay này nữa này. Cánh tay này nữa. Đó, tay này nữa. Đó, tay này nữa. Đó. Ngoài ra chúng ta có thể cầm cái cán này và chúng ta dùng để chúng ta lăn bụng, hoặc là chúng ta đặt xuống để lăn lòng bàn chân cũng tốt. Đó, chúc các bạn thành công.